Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, đến chiều tối mai thì sẽ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất ở địa bàn tỉnh Long An là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 95% và có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 24 tháng 11 ở tỉnh Long An. Thưa quý vị, khu vực phía bắc của tỉnh thì mực nước ở đây xuống chậm. Theo đó thì ở trạm Mộc Hóa, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,13m, ở trạm Tân Hưng là 1,74m, ở trạm Vĩnh Hưng, mực nước dự báo vào ngày mai đạt 1,69m, ở trạm Hưng Điền B là 1,74m và 1,56m là mực nước dự báo ở trạm Vĩnh Đại. Còn đối với khu vực phía Nam thì mực nước khu vực này lên theo kỳ triều cường cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch. Trong ngày có hai lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ và từ 15 giờ đến 17 giờ. Theo đó, ở trạm Tân An, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,49m và 1,57m là mực nước dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở cả hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ. Tiếp theo xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An thì trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng từ 7 đến 10 độ vĩ Bắc, có xu hướng lùi về phía Nam và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ lẫn Tây. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 đến 25 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 cho đến 32 độ và có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đến với miền Tây Nam Bộ, khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai có mưa rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho đến 31 độ và có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin sẽ là thông tin nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.